Thưa quý vị, thưa các bạn, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động như hiến máu nhân đạo sẽ chi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, mà Đoàn Thanh niên ngành điện Cần Thơ còn thể hiện vai trò xung kích vì cộng đồng bằng công trình hết sức ý nghĩa vào dịp đầu năm mới. Dân, đó là công trình thắp sáng đường quê được thực hiện tại địa phương xa nhất của thành phố Cần Thơ. Mời quý khán giả theo chân phóng viên đài chúng tôi cùng chung vui với bà con địa phương nơi đây khi có được ánh sáng thắp lên trên con đường quê hương nha. Những ngày đầu năm mới, không khí thêm rộn ràng tại vùng quê thuộc ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh. Chính quyền và nhân dân địa phương nơi đây đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên thắp sáng đường quê tại tuyến đường nông thôn Thắng Lợi 1 của ấp Vĩnh Hưng. Đây là công trình do Đoàn Thanh niên ngành điện Cần Thơ phối hợp cùng Thành đoàn Cần Thơ và địa phương tổ chức thực hiện. Công trình thắp sáng đường quê bằng 30 bộ đèn năng lượng mặt trời với chi phí khoảng 70 triệu đồng do Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ hỗ trợ được lắp trên tuyến đường nông thôn đã mang lại niềm vui, niềm phấn khởi lớn cho bà con ở địa phương trước thềm đón xuân mới. Trước đây là cái đoạn đường này chưa có cái đèn thắp sáng ban đêm thì bà con đi lại rất là khó khăn. Có những bà con người ta đi người ta không thấy đường, người ta dắt người ta té thì cái đó là rất là khó. Mà sau khi được cái Điện lực thành phố Cần Thơ đã lắp đặt cái 1 km đèn đường vào ban đêm thì tất cả bà con ở đây rất là phấn khởi, đi lại sinh hoạt ban đêm rất là dễ dàng, rồi những kẻ xấu nó không còn lợi dụng để nó trộm cắp tài sản của bà con trong khu vực này. Và chúng tôi thay mặt bà con của ấp Vĩnh Hưng rất là phấn khởi, cái thứ nhất, cái thứ hai là chân thành cảm ơn và điện lực của thành phố. Tuyến đường này nó còn dài nữa, mong ở bên đoàn điện lực á, người ta sẽ hỗ trợ thêm nhiều cho ấp Vĩnh Hưng thêm để cho xã mình nó được là khang trang với lại nông xã thôn nông thôn mới nữa. Đây là công trình mẫu thắp sáng theo tiêu chuẩn 2:1, gồm có đèn năng lượng và cờ tổ quốc, được lắp đặt đúng quy cách, đảm bảo tính mỹ quan, sáng, xanh, sạch, đẹp. Công trình đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm, mà còn mang đến các giá trị, ý nghĩa thiết thực khác đối với địa phương và cộng đồng. Trong các cái quy định của tiêu chí nông thôn mới nâng cao đó, thì nó không có cái tiêu chí là mình phải xây dựng cái đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Thì trong cái công trình này thì nó cũng đem lại góp phần cho chỗ địa phương là thực hiện đạt được cái một tiêu chí ở trong cái nội dung cái tiêu chí số 2 của xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hàng năm thì công ty cũng tổ chức rất là nhiều cái hoạt động. Tuy nhiên đặc biệt trong năm 2022 thì công ty có một cái hoạt động, đây không phải là mới nhưng mà được công ty chú trọng nhiều hơn, đó chính là thắp sáng một cái tiếng đèn phục vụ cho bà con nhân dân bằng cách sử dụng cái đèn năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó thì công ty điện lực thành phố Cần Thơ cũng muốn tuyên truyền cho bà con để mà sử dụng những cái nguồn năng lượng là an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Công trình thắp sáng đường quê nằm trong chuỗi các hoạt động trong tháng tri ân khách hàng của Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ vào dịp cuối năm. Đây cũng là dịp để đoàn viên thanh niên ngành điện Cần Thơ thể hiện vai trò trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường và giúp cho địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.